chúng ta đang ở hẻm 40 của con đường Lê Thị Hồng, phường 12, quận Gò Vấp. Thì con đây là con đường ẩm thực của quận Gò Vấp, của giới sinh viên, giới trẻ, rất là nhiều món ăn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thăm một quán có nguồn gốc từ Hà Nội, bún đậu mắm tôm Hoàng Anh. Rất là đông khách tại đây, giá vẫn rất là rẻ. Đầu tiên bước vào quán, bên tay trái chúng ta sẽ là cái bếp và cái quầy để làm món cho khách. Thì đầu bếp sẽ đứng đây, và bên tay phải sẽ là cái quầy để pha nước chấm. Nhân viên sẽ đứng tại đây đón khách, và trong này sẽ là khách bàn, khách ngồi, một không gian chính. Và bên phía kia cũng là một không gian thứ hai, cái nhà bên cạnh với không gian mặt tiền có thể ngồi ăn thoáng mát. Và tại đây là cái bếp để chiên đậu hũ hoặc là những món cho nóng hổi để khách có thể ăn một cách ngon. Đây là những cái mẹt bún đậu mắm tôm được chuẩn bị sẵn để mang lên cho khách. Mỗi mẹt sẽ thêm hai viên kẹo. Và chủ đang chuẩn bị những cái mẹt cho khách đây, gồm có bún cục nè, rau nè, chả cốm nè, dồi chiên nè, hoặc là đậu hũ chiên lòng. Đây thì được xét ra, đây là một cái mẹt bún đậu mắm tôm mình thích. Nem rán là ăn thêm nem rán là món gọi thêm. Cái này nem rán người ta gọi là chả ram của Việt Nam đấy các bạn. Bên kia là dục, là lòng, là dồi đó, dồi chiên. Giới thiệu chúng ta về cái mẹt bún đậu tại quán của chị, bún đậu Hoàng Anh tại Gò Vấp đây. Trong một cái mẹt hiện có những cái thành phần nào chị có thể giới thiệu được lại cho các bạn xem video được không ạ? Dạ. Trong mẹt thì là có bún lá. Bún lá được bón cục đây. Bún lá bón cục là mình sẽ cắt từ đây ra. Xong là cái này là thịt chân giò. Rồi, chân giò luộc. Rồi. Đây là chả cốm. Rồi. Có dưa leo. Có rồi chiên và đậu hũ chiên giòn. Còn cái rau này nữa. Và rau là rau thập cẩm, các loại đầy đủ các loại rau. Mắm tôm là mình với lại gia vị là mình để trên bàn sẵn rồi đúng không chị? Dạ, không, mắm tôm là mình có pha sẵn ở bên kia. Cái rau, cái thành phần thịt giò đây. Thịt giò đây. Và bún lá, bún cục, dưa leo được cắt sẵn. Và đây là những cái mẹt để đựng những cái thành phần của bún đậu. Và bên đây là cái quầy gia vị rất là gọn gàng, và nhân viên có thể pha gia vị. Đây là cái bếp chiên những cái nguyên liệu của quán Hoàng Anh đây. Đây là chả cốm này, đậu hũ. Đây là bếp dầu.
chấm tại quán bún đậu mắm tôm Hoàng Anh, được khách khen rất là ngon, được chủ pha theo công thức riêng. Và mắm tôm sẽ được nấu lên, nấu nóng lên. Đây là đầu bếp trẻ của quán bún đậu mắm tôm Hoàng Anh đang nấu cái nước chấm nước mắm tôm cho khách theo công thức của quán. Mắm tôm được pha theo công thức gia truyền của quán bún đậu mắm tôm Hoàng Anh đây các bạn. Có thể bỏ thêm ớt. Đây là cái quầy bếp của những phụ bếp đang làm. Đó, mắm tôm sẽ được pha công thức riêng và để sẵn và được nấu lên trước khi mình mang ra cho khách. Thì cô bé này sẽ nấu lại cho nóng và cho ra dĩa nhỏ. Chuẩn bị những cái thành phần bún, thêm hoặc là rau cho vào trong những cái khay dĩa hoặc là những cái mẹt bún đậu. Và bên này là sẽ có một đầu bếp trẻ nữa sẽ lấy những cái thành phần cũng như tắc nè, đậu hũ nè, cốm nè, dồ chiên cho vào một cái mẹt để bê ra cho khách dùng một cách nhanh nhất. Mở từ mấy giờ đến mấy giờ chị ha? Quán mình mở từ lúc 9 giờ rưỡi buổi sáng. Nhưng mà chính thức bắt đầu là bán từ lúc 10 giờ sáng đến 21 giờ 30 phút buổi tối. Dạ, yeah, hàng ngày là 10 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi đêm. Đúng ạ. Mỗi mẹt bún đậu sẽ có thêm 2 cây kẹo bạc hà để sau khi ăn sẽ ăn cho thơm miệng nha các bạn. Mình bán ở đây được bao lâu rồi chị ha? Dạ, mình bán ở đây được 2 năm. 2 năm rồi. Cảm ơn chị nhiều. Bên ngoài sảnh chính thì quán sẽ có một không gian thứ hai. Bên này có thể những ngồi mặt tiền và nhìn ra đường. Trời ngoài trời đang mưa. Thì được bao lâu rồi, ăn ở đây được bao lâu? Sáu tháng rồi. Chị ăn ở đây đây thấy thì nó có cái gì lạ so với lại quán khác không ạ? Ngon hơn. Ngon hơn. Về giá cả thế nào ạ? Giá cả thì cũng rẻ hơn so với trường ăn. Dạ. Chị với bạn ở nhà xa đây không ạ? Dạ cũng hơi xa. Hơi xa mà qua tới đây ăn. Dạ. Đây một chị vừa mới vào quán Hoàng Anh, đang pha cái nước chấm theo cái khẩu vị riêng của mình, có thể thêm đường hoặc là ớt hoặc là chanh tắc hay là vào trong cái nước chấm cho nó hơn khẩu vị, có thể chấm ăn ngon hơn, nó pha theo cái khẩu vị của mình. Nếu ăn cay quá thì sẽ cho thêm nhiều ớt sắc vào.
Anh chị có hay ghé quán này không? Thỉnh thoảng. Chị thấy giá ở đây thế nào? Rẻ. Rẻ nhưng mà đồ ăn ngon hả chị ơi? Thì thường thường là khoảng một tuần là mình ghé đây mấy lần? Có tuần thì 2-3 lần. Chị cho em hỏi câu cuối là ngoài những cái so với quán khác thì chị thấy quán này nó khác cái quán khác để mà mình có thể lui tới mình ăn ngon hơn hay là em thấy cái gia vị nước này nước chấm ngon hơn hả chị? Dạ rồi em cảm ơn anh chị nhiều ạ.